Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Học gương người hiền mới là bậc dũng sĩ. Câu đối ngày hôm nay là kiến hiền tư tề anh dũng sĩ. Nghĩa là thấy người hiền thì hãy nghĩ cách bằng họ mới là bậc anh dũng. Chúng ta phải bắt chước hành vi của các bậc hiền nhân để làm gương cho mình. Thế nào là người hiền? Người hiền là kẻ có đức độ. Thế mình gặp người hiền thì nhất định phải làm sao cho bằng vị ấy. Mình phải học hỏi, noi gương của vị đó, phải cần có đạo đức, có phong độ, có học thức như họ vậy. Không phải chỉ suy nghĩ rồi cho qua, mà phải thật sự thực hành, nỗ lực, học tập. Mỗi cử chỉ hành động của vị đó phải được coi như là khuôn mẫu. Nếu không học hỏi mà chỉ cứ nghĩ suông thôi thì không có ích lợi gì. Mình phải chân thật học hỏi thì mới là một bậc dũng sĩ, cũng là một bậc anh hùng, cũng là một vị đại pháp sư. Bậc anh dũng không phải là kẻ đần độn. Thế nào là kẻ đần độn? Nói một cách đơn giản, đần độn có nghĩa là ngu si. Có người nói, anh ta là người hiền ư? Chữ hiền trong tiếng Trung Hoa đồng âm với chữ mặn. Thì anh ta cứ làm người hiền, đâu có liên quan gì tới tôi. Anh ta muốn làm người mặn, thì tôi muốn làm người lạt. Những người mà mặn hay lạt không cần biết, tốt hay xấu chẳng hề hay. Chẳng qua đều là thứ ăn no, chờ chết. Chết rồi là xong chuyện. Đó là tư tưởng của người biếng nhác, vĩnh viễn không có cách gì cất đầu lên được. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 13 tháng 8 năm 1983. Ha ha ha, 问什么的说呵。